Xin chào tất cả mọi người. Chào mừng các bạn đến với tập đầu tiên trong chuỗi webinar chia sẻ về con đường học thuật theo đuổi tấm bằng tiến sĩ với tên gọi là PhD Series do Cộng đồng Hóa học Việt Nam hay còn gọi là VCA tổ chức. Mỗi webinar thì mình sẽ có một hoặc là vài khách mời và họ sẽ là những người mà đã hoặc đang trải qua chặng đường này với những thành tựu nhất định và hoặc là họ sở hữu những kinh nghiệm thú vị để chúng ta có thể cùng chia sẻ, học hỏi, chiêm nghiệm. Và qua đó thì chương trình hy vọng là có thể giúp cho các bạn mang lại góc nhìn đa chiều hơn, cũng như là ở đâu đó thì có thể giúp các bạn mà đã đang hoặc là sẽ theo đuổi con đường này có những cái kinh nghiệm quý báu để các bạn có thể vượt qua nó cách thuận lợi nhất. Và mình là Nhung và mình là host của ngày hôm nay. Thì chủ đề của tụi đầu tiên sẽ xoay quanh ba vấn đề chính, đó là một là về mối quan hệ giữa nghiên cứu sinh và thầy giáo hướng dẫn. Thứ hai đó là về làm sao để chọn được một chủ đề nghiên cứu hay mà mình có thể xuất bản được nhiều. Và thứ ba làm sao có thể tận dụng được tất cả các công cụ nghiên cứu mà mình có trong tay. Thì xin giới thiệu, xin trân trọng giới thiệu ngày hôm nay thì mình sẽ có khách mời đó là anh Phạm Hùng Đức. Anh Đức hiện đang làm nghiên cứu sinh sau tiến sĩ ở trường Đại học Kỹ thuật Queensland của Úc. Và anh thì có thể được xem là hình mẫu của một nhà nghiên cứu trẻ đầy tiềm năng, đang ở giai đoạn early career thôi nhưng mà cũng đã sở hữu rất là nhiều bài báo các tạp chí danh tiếng. Và không chỉ vậy thì con đường trải nghiệm PhD của anh thì cũng có khá là nhiều những cái trải nghiệm thú vị từ các nước khác nhau. Thì mình sẽ screen nha cho bạn xem. Thì đầu tiên là mình muốn giới thiệu một chút về biography của anh. Thì anh là học đại học ở Đại học Bách khoa của Việt Nam, chuyên ngành là kỹ thuật hóa học và hóa hữu cơ. Sau đó thì anh học thạc sĩ ở Hàn Quốc và tiến sĩ là ở Úc. Và hiện tại anh cũng đang làm sau tiến sĩ là ở Úc. Thì một số những cái điểm qua về những cái thành tựu của anh đã đạt được, đó là năm 2020 vừa rồi thì anh có một cái paper review mà được cover trên trang đầu của tạp chí Advanced Energy Material. Đây là một tạp chí rất là lớn và có impact factor rất là cao, khoảng 25. Và từ năm 2018-2019 thì anh đạt được nhiều giải thưởng ở trong và scholarship ở trong khoa của anh. Và năm 2018 thì anh được giải là Best Poster Award at Asia Pacific Hybrid and Organic Photovoltaic Conference ở Nhật Bản. Và một paper khác của anh năm 2018 đã được feature trong tạp chí Advanced Energy Material trong VDM của họ. Và một paper khác thì được feature trên bìa tạp chí Solar. Và thì đây là những điểm qua những cái thành tựu mà anh Đức đã đạt được trong một cái thời gian anh làm PhD và trong khoảng thời gian mà anh làm xong sau đại học. Thì anh có hơn 15 bài báo, và trong đó có 10 bài báo là first author. Thì các tạp chí của anh xuất bản đều là những tạp chí đứng đầu và rất là impact factor rất là cao từ 5 cho đến 25. Và em không mất nhiều thời gian hơn nữa và xin giới thiệu anh Đức. Anh có thể giới thiệu mọi người một chút về những cái dự án mà anh đã làm trong các thời gian anh học Master, PhD và chia sẻ mọi người kinh nghiệm của anh không ạ? Cảm ơn Nhung về giới thiệu về bản thân mình và một số cái award mình đã đạt được. Thì mình sẽ bắt đầu buổi chia sẻ kinh nghiệm hôm nay bằng cái giảng khi mình làm ở Hàn Quốc, là khi mình làm master. Thì ở đây mình quan trọng là mình lúc trong vòng 5 năm thì ở Hàn thì mình làm master hết 3 năm và sau đó là 2 năm nghiên cứu sau master. Thì ở master mình tập trung ở mảng là sản xuất volatile fatty acid cho từ tảo. Thì ở đây mình sẽ sử dụng nước thải từ nhà máy nước thải Busan, sau đó mình làm treatment rồi mình nuôi vi khuẩn từ đây và sau đó thực hiện quá trình lên men kính để tạo ra VFA và hydrogen cho bạn. Và mình sử dụng công cụ là MiTAP rồi tối ưu để kiếm ra cái điều kiện tối ưu cho lấy được cái hiệu quả cao nhất của VFA. Thì một phần của report này sẽ được đã được public trên BioResearch Technology, một tạp chí mạnh của bên Biotechnology. Tiếp theo thì mình sẽ giới thiệu về cái dự án mình làm PhD với một số cái
outstanding outcome. Thì như bạn biết thì ở dự án ở BSD thì mình làm về mạng Onyx Synthesis cho tạo ra một cái gọi là organic vật liệu hữu cơ mới cho cái whole transporting layer, là cái lớp này để chuyển đổi. Khi các bạn có nhìn thấy đây thì khi một ánh sáng mà đi vào cái lớp solar cell thì nó sẽ tách ra electron và hole, thì cái dạng của mình sẽ là làm sao để đẩy, để tách mạnh cái hole ra khỏi cái lớp trung gian, và một phần cái lớp của mình, hữu cơ của mình sẽ để bảo vệ cho cái perovskite solar cell nó bền vững hơn. Thì hiện tại trong cái mạng của mình thì nó breakthrough năm 2010, và họ sử dụng những cái chất chuẩn ví dụ như spiroimetat hay là PTA hay PDOT BGS, thì để hướng tới cái mục tiêu là commercial được cái solar cell, perovskite solar cell, thì các nhà khoa học gặp nhiều khó khăn trong việc sử dụng những cái whole transporting material này, bởi vì họ nó rất khó để tổng hợp và cái thành cao, và khi mình sử dụng nó thì mình phải bỏ thêm những cái chất phụ gia để tăng cường cái khả năng hoạt tính của nó. Thì trong cái BST project của mình thì mình đã nghiên cứu ra những cái chất mới là chưa ai biết, và quan trọng của mình là đặt ra là phải dễ tổng hợp, rẻ tiền, có đạt hiệu quả cao và không sử dụng chất phụ gia. Thì trong vòng 3 năm rưỡi của mình thì mình đã được nhiều qua, và sau đó thì mình kết thúc dự án BST mình năm 2019, và tiếp tục mình may mắn mình lấy được một cái dự án sau tiến sĩ. Đó là đầu tiên là dự án về mình chuyển hóa textile waste, tức là quần áo mà không dùng nữa. Thay vì mình bình thường quần áo không dùng mình sẽ bỏ đi hoặc là như rác thải, thì ở đây mình sẽ thu gom lại, sau đó đốt lên và làm chuyển hóa nó thành cathode và anode, electrode cho battery. Ở đây là mình nghiên cứu về potassium ion battery. Dự án được tài trợ bởi FE của PUT và dự án kéo dài tới tháng 10. Tuy nhiên giữa chừng thì mình lấy một cái dự án khác từ Center for Material Science cũng của PUT. Thì dự án này sẽ tập trung về nghiên cứu về supercapacitor, ít nó hoàn toàn khác với battery. Thì dự án này mình mới vừa bắt đầu vào giữa tháng 4 và sẽ kéo dài trong vòng 2 năm. Thì mình tạm thời mình chưa chia sẻ được nhiều về nó, mình chỉ nó liên quan tới làm sao để supercapacitor có thể thay thế battery trong tương lai gần. Và cuối cùng thì mình cảm ơn đã đạt được sự thành công hiện thời, thì mình cảm ơn gia đình, đặc biệt là vợ và mẹ của mình đã theo xét mình trong khoảng thời gian vừa qua, cùng với những người bạn tốt ở Hàn Quốc cũng như là những lớp may ở trong lớp và do sự hướng dẫn. Bên cạnh đó thì mình cảm ơn QUT đã cho mình cái cơ hội hoàn thành BSD và hiện tại là postdoc sau tiến sĩ cũng tại QUT, bởi được phân bởi IP là Center for Material Science. Thì mình cũng có nhiều kỷ niệm đẹp với với lab của giáo sư hướng dẫn cũ ở Úc, cũng như là những đồng nghiệp chung lab tổng hợp, và hiện thời là group mới mình khi mình đang làm sau tiến sĩ. Và cuối cùng mình cảm ơn VCA đã cho mình cơ hội đã chia sẻ kinh nghiệm cũng như là có những cái lời khuyên bổ ích cho những anh chị em đang mà chuẩn bị học tiến sĩ. Xin cảm ơn. Dạ. Yeah. Rồi, cảm ơn anh rất là nhiều về cái rất là short summary về những cái anh đang làm. Thì nói về ba cái chủ đề chính của ngày hôm nay á, thì bởi vì là em thấy là trong cái biography của anh thì anh được đi học ở Việt Nam, sau đó anh qua Hàn Quốc và sau đó là đến Úc, thì em được biết á, là những cái giáo sư của anh á, cũng là những người rất là khác nhau kể cả tuổi đời đó là tuổi nghề. Anh có thể giới thiệu một chút là những cái người đó, tức là những cái giáo sư của anh khác nhau như thế nào, và trong mỗi cái trường hợp đó thì nó có những đặc điểm gì mà anh rút ra được kinh nghiệm như thế nào ạ? Cảm ơn Dung. Không biết là mình nói là mình may mắn hay là mình không may mắn. Thực ra
mình từ Hàn Quốc tới Úc thì mình trải qua gần như là ba ba thế hệ giáo sư mà bình thường mà các nghiên cứu sinh thường gặp. Ví như ở Hàn Quốc là giáo sư già nhất, gần như là đang ở, gọi là họ bảo hòa về mọi thứ rồi, họ không cần gì nhiều hết. Thì ở Úc khi mình làm PhD thì giáo sư ở độ tuổi tầm 45 tới 50 cái là đang phấn đấu lên làm full professor. Còn boss hiện giờ cũng là rồi trẻ trẻ hơn mình tuổi nữa, mình sinh năm 85, mình sinh năm 86 à, rất trẻ và rất là tài năng. Thì nó lại thể hiện một cái suy nghĩ khác của một boss trẻ, hoàn toàn giống như mình mới từ sau khoảng 5 năm postdoc thì mình bắt đầu mở một cái lab, thì mình rớt chúng cho ngay cái hiện viên hiện thời. Thì đúng đối với ba vị trí cách rất khó để so sánh ba ba người ba với ba vị Dạ boss đúng này. rồi, tại mỗi người sẽ có một cái ưu điểm với khác nhau đúng không? Về thì cái mà em quan tâm như kiểu là ví dụ như là thầy ở Hàn của anh là thầy đã già rồi, và thầy lúc đó là thầy chủ yếu là họ thì họ đã đạt được nhiều thành tựu trong trong cái sự nghiệp của họ rồi, cho nên là họ thứ nhất là cái tần suất ra báo của họ cũng sẽ thấp hơn, và thứ hai là họ cũng sẽ chú trọng vào chất lượng rất rất là kỹ trước khi họ publish được. Đó, thì như vậy, nhưng mà với một cái người mà khi mình học thạc sĩ hay là học tiến sĩ thì mình đều có áp lực xuất bản báo á, thì làm sao để anh cân bằng được hai yếu tố đó? Thực ra đối với giáo sư nào thì với kinh nghiệm của mình trước khi muốn ra báo và balance những mối quan hệ giáo sư và sinh viên á, trước mắt mình phải là một người đáng tin cậy với boss. Thì ví dụ bất kỳ nhầm bạn làm mắc một mistake hay là bạn quên như này bạn quên như kia là gì, thì tất nhiên bạn boss sẽ rất tức giận tại mất thời gian và mất nói chung là tốn tiền của họ. Thì cứ gõ cửa và nói xin lỗi boss, tôi quên cái này, bỏ này, tôi làm cái này sai hay là gì, tất cả phải trung thực. Và nếu bạn sai cái gì bạn nói boss, tại sao? Bởi vì một khi bạn là người đáng tin cậy thì boss sẽ rất trong tương lai nó sẽ rất là dễ cho bạn khi nói chuyện với boss. Khi bạn mistake hay bạn thành công gì thì boss sẽ hoàn toàn tin tưởng à, đó là kết quả một cái sự uống nắng bạn. Và quan trọng là khi khi mà boss tin tưởng bạn á, thì sẽ giúp bạn một điều rất lớn, đó là bạn sẽ nhìn thấy được boss muốn gì từ bạn và mình sẽ được là nếu mình đi tiếp với boss thì mình sẽ có cái gì trong trong tay mà. Thì lúc đó mình sẽ quyết định được là mình sẽ có bao nhiêu population, mình sẽ balance mối quan hệ với boss như thế nào. Ví dụ như kinh nghiệm mình đã làm ở Hàn thì boss mình đã già và gần như là bỏ hòa hết tất cả, thì mình làm rất nhiều cái data rất nhiều hoàn toàn mới, nhưng mà boss chỉ sách thích sách đi làm poster hồi ngày thôi, không muốn publish. Thì mình phải thấy được cái đó, mình phải stop lại và mình phải nhảy vào môi trường khác. Ví dụ còn boss ở Úc làm lúc mình làm SPD thì đang là muốn có nhiều báo maximum tất cả, nên là mình phải làm báo ra càng nhiều tốt và hai nó càng nhiều càng tốt. Thì mình phải nắm được cái đó và mình coi mình có theo được hay không. Ủa vậy là anh ở Hàn 5 năm thì 3 năm đầu là anh làm với boss boss mà anh nói là đã lớn tuổi rồi á, thì 2 năm sau là anh cũng làm chung với thầy luôn ạ. Mình làm 5 năm ở Hàn thì ba năm đầu tiên master, thật ra không phải master, mình đi lộn lab sau đó mình mới quay lại một lab Hàn, thì mình cũng boss già hết thì mình hoàn thành master. Thật ra là 2 năm tiếp 2 năm cuối cùng ở bên Hàn mình cũng là PhD, mình là mình thi tốt nghiệp xong hết rồi, mình escape khỏi Hàn. Thì À, vậy là vậy vậy tại sao vậy ạ? đơn giản đó là mình nhìn thấy boss muốn cái gì và nó không hợp Dạ tại vậy mình. thì tức là có nghĩa là đầu tiên á, thì cho bất cứ một cái relationship, có một cái mối quan hệ nào cũng phải là trust trust trước, và nếu như mà khi mà mình có cái sự tin tưởng của họ rồi á, thì mình sẽ biết được là cái vision của họ là cái gì. Thì nếu như mà cái vision của họ đó nó không phù hợp với mình á, thì mình sẽ phải gọi là have the guts to jump đúng không ạ? Tức là mình sẽ phải có cái mình sẽ phải có cái gọi là sự dũng cảm mà em gọi là sự dũng cảm á, tại vì đối với em thì nó không phải là một quyết định dễ dàng khi mà mình muốn thay đổi từ đặc biệt là khi anh đã ở giữa chương trình PhD rồi và anh nhảy ra sang Úc đúng không ạ? Thì em thấy là một quyết định không hề dễ dàng, nhưng mà nếu như mà nhưng mà em thấy là cũng vì như vậy cho nên bây giờ anh mới có những publication mà rất là tốt như vậy phải không ạ?
Ừ, cũng một phần là vậy, tại vì rất rất khó để nhảy nhảy ra khỏi hàng khi lúc làm PT, tại vì nó mất mình khoảng 1 năm rưỡi Vậy để thì mất rất mất mất nhiều thời gian và học tiếng Anh, chuẩn bị này nọ, nộp lớp nào, lại CV nào, rất mất thời gian. vậy thì cái lúc mà anh rời khỏi nhóm nghiên cứu cũ ở Hàn đó, thì anh có cái lúc mà cái lúc mà anh nói với thầy của anh đó, thì thầy có support không ạ? À, thật ra lúc anh xin rời khỏi lab, anh chỉ xin về nghỉ ngơi chứ anh không nói anh xin rời hẳn khỏi nghiên cứu. Vì chắc chắn, tại vì lab anh là có hai người Việt Nam khác, hai người Việt Nam trước là anh Khoa đang làm trong Nhí Nhung và một anh Phước làm postdoc bên Thụy Điển, cũng là những bạn anh mình làm chung, và sau đó là họ là những người đó, từng bước cũng như mình cũng là giữ bước đầu xong PhD và rời. Còn mình ở lại lâu hơn, một có vấn đề là do có một chị postdoc rất trẻ về và hướng dẫn đây mình làm nghiên cứu sinh từ là một một từ lúc năm thứ hai của master, tức là hoàn thành chỉ một năm master, vừa thesis vừa paper. Thì sau đó thì một số vấn đề về sức khỏe thì chị đó không thể tục được và dự án nó tụt mất, thì đó mình lớn. Thế còn cái chặng đường mà anh làm PhD ở Úc thì sao ạ? Thì thầy mới là theo em thấy là rất là productive đúng không ạ? Trước tiên mình cũng cảm ơn thầy đã cho, nói chung là vợ mình cũng làm chung PhD chung với thầy, thì cũng cảm ơn thầy đã cho hai chồng mình cơ hội hoàn thành PhD ở Úc. Thì nói về mặt mỗi thầy có một cái quan điểm riêng của họ và mình sẽ tụi theo cái nào để mình đi được. Thì với tại bên Úc thì chỉ muốn ra báo thôi và hạn và không muốn mình mở rộng thêm cái kiến thức của mình, cái là một công cụ của thầy mãi mãi, để cứ mày cứ làm cái tổng hợp đã được chất rồi mày gửi đi cho bên nhóm khác làm super sale rồi cái data đó, thì có hạn chế kiến thức mình rất nhiều, mình không thể phát triển lên hơn được nữa. Phía Tức đi hoặc là là em master hiểu, tức là giả sử như là nếu mà nói về mặt publication thì nó rất là good, bởi vì mình sản xuất ra được new material, nhưng mà nếu mà về mặt gọi là mình muốn expand kiến thức của mình á, thì nó sẽ nhiều khi nó không có correlate với cái chuyện mà publish đúng không ạ? Thì mình sẽ phải coi là mình thực sự là mình muốn cái gì. Ví dụ như là sau khi mà anh đã đạt được cái số lượng publication mà anh cần thiết rồi á, thì đó là sẽ đến cái giai đoạn mà anh muốn sang những cái lab khác để anh trải nghiệm nhiều hơn và học hỏi nhiều hơn phải không ạ? đúng rồi. Vậy thì còn cái thầy hiện tại của anh thì sao ạ? À, thì hiện tại anh thì nó cũng là một cơ hội rất bất ngờ, thì trong năm 2 của PhD thì mình tình cờ mình đang join một cái seminar của thầy tại trường luôn, tại thầy lúc mới về còn trẻ, thì cái background bằng khác của mình về làm về pin, thì dù mới sinh mới với khá trẻ ngang tuổi mình thì nhưng mà đã tới hiện giờ là tới 10.000 citation. Thầy thật ra thầy offer mình lúc mình đã bỏ về rồi, mình bỏ về Việt Nam rồi, nhưng mà thầy offer mình một cái rất hay, đó là cùng thầy mở một cái group. Thầy là số bó là số 1 thì mình là số 2 trong lab, bây giờ muốn không một PhD nữa thì là 3 người trong một group. Và ngoài việc mình những cái mới về battery, về super capacitor thì mình còn học thêm cách quản trị này nọ rất là nhiều, rất là hay. Nó phục suy nghĩ của mình là quan trọng là cái gì, những dự án mình đang làm hiện nay có thể mang về Việt Nam được. Với Rất là hay đó, tức là tại vì cơ hội mà để bắt đầu một cái lab mà cùng chung với thầy như vậy, tức là mình sẽ bắt đầu học học như kiểu là em coi như là một công ty gần như startup đi, đấy, một dạng như giống vậy, startup lab. thì đúng là rất là cực, nhưng mà sẽ có rất nhiều kinh nghiệm và những cái mà anh muốn anh khá tham lam về học thuật và học hỏi xung quanh, nên thầy hiện tại cho anh rất nhiều cơ hội để học và quản lý này nọ khá hay. Vậy thì như vậy thì với mỗi cái thầy khác nhau như vậy thì em thấy là anh đã trải qua, em có thể là những cái giai đoạn khác nhau và những cái cảm xúc cũng rất là khác nhau đúng không? Vậy thì làm sao để trong cái mỗi trường hợp như vậy thì anh chọn hay là thầy chọn cái topic nghiên cứu cho anh, và là tức là mà ngay ngay cả khi thầy chọn thì làm sao để mình chọn được cái mà cái cụ thể mà mình sẽ làm
Và làm sao để mình chọn được cái mà nó sẽ có, tất nhiên là mình sẽ muốn là publish được nhiều, nhưng mà đồng thời mình cũng sẽ muốn là học hỏi được nhiều nữa trong cái phương pháp mình chọn đó. Thì anh có lời khuyên gì không ạ? Thật ra trong quá trình từ lúc master bây giờ thì dự án chọn anh chứ không anh chưa được chọn dự án. Dự án là có funding đúng không ạ? Có funding, mình có funding. Có funding, dạ, đúng rồi, funding là đầu tiên. Dạ. Thì cái đầu tiên anh nghĩ cái là mình phải biết là những keyword của topic mình chuẩn bị làm. Dựa trên cái literary review của mình phải làm rất kỹ, rất xét trong 1-2 tháng đầu tiên để mình nắm được mình đang ở đâu. Và cái topic đó là topic đã phát triển từ rất lâu và nó đang bão hòa, hay là nó là topic mới open gần đây, để mình biết là mình cần đi theo hướng nào cho nó nhanh. Biết là cái mục tiêu cuối cùng của dự án là gì. Ví dụ mục tiêu cuối cùng của Master và PhD là publication, thì ok, giờ mình pick ra được một cái chỗ này trong cái dự án này mình phải làm nhanh chỗ đó. Ví dụ như trong PhD của anh thì cái topic nó dù nó mới mở vào 2020 và nhưng cái topic về tổng hợp cái lớp hữu cơ này nó chỉ bùng nổ vào 2013 và nó rất ít bài cho tới 2016 nữa thì bùng nổ. Lúc đó cũng là thời điểm anh bắt đầu cái PhD, thì lúc đó mình phải biết là ok, mình phải lọc ra, mình phải làm như thế nào cho nó nhanh và mình phải đánh bại người ta. Vậy thì tức là vậy tóm lại là project PhD sẽ là cái nào có funding thì mình sẽ làm cái đấy rồi. Nhưng mà ngay cả trong cái mà mình được, những cái mà mình nó đến với mình á, thì mình cũng sẽ phải đọc rất là nhiều, đọc literature rất là nhiều. Cho dù đó là cái dự án, cái chủ đề mà đã được nghiên cứu rất là nhiều rồi, hoặc là chủ đề mới, và với đặc biệt là với chủ đề mà đã được nghiên cứu nhiều rồi á, thì em thấy hầu hết là sẽ còn đọc, phải đọc rất là nhiều. Nhưng mà hầu hết thì trong những case như vậy thì mình sẽ làm với một cái giáo sư của mình thường sẽ là người đã có rất nhiều experience rồi, thì mình cũng sẽ học hỏi hơn được nhiều từ thầy, từ những cái chủ đề mà đã chín mùi như vậy mình sẽ học hỏi được thêm nhiều. Còn những cái chủ đề mới thì theo cái mà em thấy thì thường thường chủ đề mới là mặc dù là rất là dễ publish, tại vì thường thường cái nào ra là mới là publish liền, nhưng mà đồng thời thì cái kiến thức mà đã có sẵn là cũng rất ít, cho nên là mình sẽ phải vừa học vừa làm, phải không anh? Tức là vừa học vừa làm cái mới, tại vì cái đó là mới quá mà chưa ai làm cả. Gọi là đánh đổi, ví dụ là dự án cái nào đã cũ rồi thì gần như nó bão hòa và mình sẽ rất khó kiếm cái điểm để mình pick nó lên được và mình lấy ra được, trừ khi cái sự kết hợp nào mới, hoặc là làm tiến sĩ có cho mình cơ hội một cái gì đó để mình quan sát, hay là mình có gì mới. Còn không thì mình sẽ đi mãi mãi theo cái dòng của nó, mình không bước ra được. Mình chỉ có là modify một chút là mình sẽ ra thôi, nhưng mà nó sẽ không có một cái gì mới. Còn với những dự án hoàn toàn mới thì đúng là có những cái mới xảy ra, nhưng mà bù lại mình phải học nhiều, mình phải làm nhanh. Tại vì những cái mới thì có thể họ chưa tới, nhưng mà mình phải tới trước họ. Vậy thì ok, em hiểu ý của anh. Mà có một cái em cũng muốn bổ sung, đó là ngay cả với những cái dự án mà mình đã gọi là well developed đi, những cái topic mà đã nhiều người study rồi, nhưng mà ngay cả khi mình nhận được những topic như vậy thì em thấy là thật ra đó là một cơ hội rất là tốt để mình học. Tại vì thường thường là cái lượng kiến thức mà mình có thể absorb được trong cái thời gian mình học này rất là nhiều. Bởi vì là những người ta đã họ đã làm rồi, mình sẽ học được nhiều hơn. Nhưng mà đồng thời thì cũng sẽ có một chút xíu cái gọi là trade off trong cái việc là publication nó sẽ khó hơn. Đó, thì nói chung là hai thứ, em nói là hai thứ. Không biết được tay, đó là tùy vào bạn, lúc bạn chọn topic và chọn thầy để bạn bắt đầu PhD. Nó rất quan trọng thầy khi bắt đầu PhD, thành ra các anh chị em nên cẩn thận chuyện đó. Dạ đúng rồi. Tại vì ví dụ như thầy hồi xưa em làm PhD của em, thầy của em cũng là cái em làm thì đã gọi là cũng đã khá là nhiều người study rồi đó. Nhưng mà vì thầy của em là cũng là một trong những expert in the field, cho nên là cái mà thầy kiến thức này đã có sẵn, và những kiến thức mà từ những các bạn đi trước em học lại được thì rất là nhiều. Và thêm một cái mới cũng không có gì khó khăn lắm so với việc là so với bình thường, cho nên là em thấy là depend on thầy rất là nhiều, và tất nhiên là cũng depend on mình nữa. Vậy thì tiếp theo là, vậy thì cái câu hỏi quan trọng nhất đi là đó, tại vì em thấy là anh publish rất là nhiều, và đặc biệt là cả 10 bài báo là first author, thì em thấy là một con số rất là, đối với em rất là nhiều luôn, và 15 bài báo khác đúng không ạ, 5 bài báo khác. Vậy thì làm sao để có thể là be productive, tức là có thể publish được nhiều mà
như kiểu là, bởi vì em biết là đi học thì rất là stress, làm sao anh manage những cái đó và làm sao mà anh dùng được những cái research tool mà mình có để anh maximize được những cái đó? Đâu có hỏi hay từ Nhung à, thực ra cái này mình phải bắt đầu cái này câu hỏi này hơi chung đúng không anh ha? Hơi chung dạ đúng rồi. Thì tùy quan điểm của một PhD student khi họ có nhận thức được là PhD là gì hay không. Thì PhD đó là bạn, cái tên của bạn trên cái bằng và chứng minh bạn làm expert trong cái field đó. Thì để có nhiều PhD student muốn bắt đầu PhD, nhưng khi họ bắt đầu PhD họ không biết PhD là gì. Họ chỉ ngồi học master thì nó không được. Cái thứ hai là bạn phải luôn quan niệm, tới bây giờ mình nhận thấy cảm thấy đúng là luôn quan niệm trong đầu là cái học bổng PhD thường kéo dài 3 năm rưỡi tới 4 năm, nhưng mà cái outcome, nhưng mà thật ra nó tuy mới đầu bạn sẽ thấy rất dài nhưng thật ra nó sẽ rất ngắn, tại vì thật ra bạn làm PhD thật ra 2 năm đầu tiên của giai đoạn đầu là quyết định cái outcome của bạn ở những năm còn lại. Thật ra thật phải cố gắng rất nhiều ở 2 năm đầu tiên để có một cái bootstrap và một cái gọi là cái kỷ luật cho bản thân. Thì những năm sau nó cứ theo flow đó mà nó đi thôi, thì bạn sẽ có rất nhiều cái, tại những năm cuối cùng bạn chỉ có tập trung chuẩn bị bảo vệ, chuẩn bị đi kiếm việc làm, rồi có thể xin định gì đó, nó rất nhiều thứ trong đầu của bạn mà bạn không thể tập trung nghiên cứu. Thì 2 năm đầu tiên của PhD sẽ quyết định hoàn toàn cái kết quả làm PhD của bạn. Thì như mình thì theo quan điểm của mình đó, thì năm đầu tiên, 6 tháng năm đầu tiên của bạn, bạn phải tập trung ra một review paper. Tại sao? Thì trong thời gian đó bạn, trong 6 tháng đầu tiên bạn thường là bạn ngồi, bắt đầu check review, check họ đã làm cái gì, họ làm cái kia, chưa làm hay gì đó. Thì sau đó bạn chỉ làm cái report nhỏ, giáo sư là mình muốn cái này đã làm rồi, cái này chưa làm, mình muốn làm vậy. Thì tại sao mình không cần vật đó thành một bài review trong nhỏ, lớn như tùy cái lĩnh vực của bạn, nhưng mà tại sao bạn lại thường đa số sẽ lãng phí đó và xem nó một cái report nội bộ giữa giá và không chuyển hóa nó thành một cái review cho mình ngay trong 6 tháng đầu tiên. Cái mình nói là tại sao bạn phải publish nhanh, như các bạn thấy mình mới tốt nghiệp cuối năm 2019, nhưng cái session mình rất cao, tại mình muốn có nhiều session sau khi tốt nghiệp, thì bạn phải publish càng nhanh càng tốt. Đó là tại sao 2 năm đầu bạn có nhiều bài báo và có những pending data để từ lúc đầu tiên tới lúc bạn tốt nghiệp là bạn có một đủ số lượng citation cho bài báo của bạn, và khi bạn nộp đơn xin việc trong CV thì bạn có thể tự hào bạn ghi là với bài báo này tôi có bao nhiêu citation tới hiện giờ. Rất good. Thì như mình nhấn mạnh thì để có thể PhD thì ngoài bạn là người thông minh, mình không thông minh thì mình chỉ có thể là well organized, cái là bằng cách nào? Trên mình dùng Google Analytics, thì mình dùng những add những keyword thì trong cái research của mình, thì một khi mà những có bài báo nào mới liên quan tới nó thì nó sẽ gửi email về tới mình cái list những bài báo đó, thì mình sẽ mình không cần phải ngồi xa để mình kiếm bài, khi mình cứ ngồi check đó thì mình sẽ có đủ cái nguồn thông tin xung quanh mình. Cái thứ hai là EndNote cho làm reference, thì mỗi người dùng EndNote một cách khác nhau. Với mình thì mình sẽ chia EndNote ra những cái topic nhỏ nhỏ bên trong và mình download bài lúc mình làm literature review rồi mình bỏ vô. Tại sao rất quan trọng cho bạn khi các bạn để làm bạn viết review paper mà phải bạn track lại cái cấu trúc hóa học này nó đã publish chưa, là nó cần gì đó mình. Và một thứ rất quan trọng mà cũng rất đơn giản nếu bạn không để ý, nó là PowerPoint. Tại sao là PowerPoint? Thì có thể bạn có dùng Excel Word cũng được, nhưng mà với mình dùng PowerPoint, thì trong PowerPoint mình làm cái gì? Thì mình trong một slide đó thì mình lấy một paper, research paper, thì mình sẽ chụp hình những cái cấu trúc, những cái phân tích mà đặc sắc của paper đó mình bỏ trong một slide. Thì ở mỗi slide thì nó có cái phần note ấy. Thì bạn mở phần note lên, bạn đọc paper đó thì bạn sẽ note được những cái nào mà nó mà họ có gọi là những cái highlight trong bài báo đó, hoặc là những cái mà ví dụ như trong cái năng lượng của họ hay trong cái cấu trúc họ là gì, thích tại sao họ thì sao như vậy. Thì bạn copy bằng bát ở dưới thì bạn sẽ có một cái thư viện riêng của bạn, nó sẽ giúp bạn rất nhiều. Qua từng bài có thể bạn sẽ cảm thấy rất là mệt, một ngày bạn một hai bài, hoặc là nếu bạn chậm thì có thể là một tuần bạn được 5 bài, ok không sao hết. Theo mình thấy, nếu bạn làm được trong vòng 3 tháng đầu tiên thì về sau nó sẽ rất nhanh, nó chỉ
là bạn thích nhìn Vậy vậy cái tức nào? là vậy tức là tức là ý là dùng cái PowerPoint đó để tạo như cả một cái thư viện cho riêng mình. Nên là mỗi cái slide sẽ là một cái bài báo nào đó mình cut hoặc là mình copy những cái hình mà mình thấy là kết quả quan trọng, sau đó ở những cái phần note mình sẽ note lại. Thì và mình làm nó là ngày này qua tháng nọ, tức là cứ keep accumulate nó cho đến khi nó thành một cái pool của mình. Và sau này khi nào mình tìm mình cũng sẽ có headshot được trong cái pool đó của mình. Mình phải đọc cái phần note của mình đó, hoặc là để như vậy thì mình tức là coi như là một dạng vừa là visualize và một dạng vừa để ghi nhớ cho cái literature review của mình. Rất là hay ạ, rất là hay. Và một cái cuối cùng, chắc ít người như mình thì mình làm việc 9 to 9 hoặc là việc thêm cuối tuần nữa, thành ra đó là cái style của mình làm việc trong 2 năm viên của PhD. Thật ra nó không ly là nó không bắt Tức là buộc, làm việc kiểu như là bất kể ngày đêm. thật ra không bất kể ngày đêm cũng, nhưng mà thật ra nó chỉ mình nói vậy thôi để mình, thật ra mình làm vậy nó thành thói quen, nhưng mà sau khi nó thành thói quen thì nó rất là dễ. Không phải là lúc nào mình cũng trên lab, nhưng mà mình có thể keep going với công việc của mình. Còn nếu mà bạn chỉ nghĩ 8 giờ sáng, 10 giờ sáng mà bắt đầu, 5, 6 giờ chiều làm về, nó như công việc thì bạn không có passion, bạn không có một cái gì đó cho tương lai của bạn. Nó sẽ rất ít thời gian. Đây, business still rất là dễ. Đây, bạn chỉ làm một cái dự án và bạn chỉ follow cái đó. Một khi bạn lên boss, vị trí boss top, nhưng mà hiện tại mình thấy rất là sốc. Tại vì sao? Lên vị trí postdoc, mình làm việc sinh viên, mình chạy một lúc 2-3 dự án và mình viết báo rất rất nhiều, nó sẽ làm cho cái đầu bạn bị chia nhỏ rất nhiều. Thành ra bạn phải tập ở đi là bạn phải cày và bạn phải đọc thêm nhiều cái topic bên ngoài bạn để bạn chuẩn bị là sau PhD mình sẽ làm gì. Chứ bạn có nghĩ là mình vô PhD chứ mình còn báo 3 năm nữa mình mới tốt nghiệp không? Bạn không nên có tư tưởng nó ngay từ ban đầu. Mình cứ tưởng là trong 1 năm đầu mình chắc chắn là mình định hướng được PhD và đi nhà, và sau năm thứ hai là mình phải chắc là ok cái topic mình đi tiếp hay không, và mình nên, chứ đừng đợi tới lúc bảo vệ xong mới enjoy, giống như một sinh viên đại học mới tốt nghiệp enjoy xong là nó PhD nó hoàn toàn khác với những level khác. Dạ đúng rồi, em thấy cái này tự nhiên điển hình như em ngày xưa lúc mà em đi học, mà em quyết định đi học sau đại học thì em rất là em cũng không biết gì nhiều á, lúc em chỉ từng em chỉ nghĩ thạc sĩ giống như là hai cái bằng đại học vậy đó, rồi mình nghĩ tiến sĩ chắc là ba cái kiểu như vậy. Tức là mình rất là ngây thơ và mình không có biết được là what is waiting for us vậy đó. Nhưng mà cũng may là có thầy của em cho nên là đỡ hơn rất là nhiều. Vậy như vậy thì để em tóm gọn lại ý của anh Đức nha. Thì đầu tiên đó là mới vô thì mình khi mình làm literature review á, thì mình nên tận dụng cơ hội đó để mình publish một cái review paper, dù là nhỏ hay là to thì mình cũng nên tận dụng để publish, vì the sooner you publish thì the more citation you will get đó. Rồi ý thứ hai đó là sau khi mà mình có thể đăng ký trên Google những cái mà khi mà họ có, tức là những cái keyword cho cái topic mà mình đang đang quan tâm, để bất cứ khi nào mà có publication mới về cái topic đó họ sẽ gửi về cho mình để mình always updated. Đó là cái thứ hai. Và cái thứ ba là sử dụng trong EndNote, tức là khi mà mình làm mình cũng để mình keep keep track được cái list của publication mà mình theo dõi. Để sau này khi mình làm hay là mình take keyword hay là mình bỏ vào trong cái bài của mình thì nó cũng sẽ dễ hơn. Tức là keep building cái library trong EndNote, và cuối cùng là và build your own library bằng cách sử dụng công cụ rất đơn giản là PowerPoint thôi. Tức là mỗi cái slide hoặc là hai một vài cái slide sẽ là về một cái paper mà mình đọc, xong rồi mình sẽ tóm tắt nó, mình sẽ ghi lướt lại nó và mình sẽ accumulate nó ngày qua ngày để mình có được một cái pool of knowledge như vậy. Đúng không ạ? Thì nói chung là bốn ý. Rồi rất là hay ạ, rất là useful. Mấy cái này thật sự rất là useful cho em luôn đó. Em cũng sẽ sử dụng một vài tip từ bây giờ luôn. Thì không biết là vậy thì so far là mình cũng cover ba cái topic chính mà mình sẽ nói. Vậy thì không biết là có câu hỏi nào từ các bạn không ha? Các bạn đang join trong group hiện nay có khoảng 31 bạn đang join với chúng ta, thì không biết là có bạn nào có câu hỏi gì thì có thể hỏi. Hoặc là những câu hỏi mà đã được gửi trước. Không biết là Hương ơi, Khánh ơi có câu hỏi nào mà đã gửi trước không ạ?
Như là Hương bị mất connection hay sao á. Alo. Chị Nhung đợi chị Hương chút xíu nha. À, Hương bị mất đấy hả? Vậy thì có những bạn khác đi. Em có một cái câu hỏi là anh Đức, thì khi mà chọn một cái lab để mình tham gia vào quá trình PhD á, thì theo anh là yếu tố nào là quan trọng nhất trong 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 ba yếu tố, thầy của mình, thầy 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 cô của mình, hay là đề tài nghiên cứu, hay là những cái người làm chung lab với mình? Tại vì em nghe nói là rất là khó để mình có thể có được cả ba khi mà mình tham gia, và ba cái yếu tố này, ba yếu tố rất quan trọng. Thì theo anh là những cái yếu tố này là yếu tố quan trọng nhất, và mình nên để lên tiên quyết khi mà mình muốn chọn một cái lab nào đó. À, thật ra câu hỏi em rất hay và nó cũng không phải có một cái đáp án cuối cùng. Nó hơi bị flexible. Thì theo kinh nghiệm của anh tới giờ thì nó tùy thuộc vào, một đầu tiên là người thầy trước. Topic thì có thể mình thay đổi được trong quá trình mình thầy đó. Ví dụ mình, tại vì sao topic làm đặt ra, có thể ví dụ PhD 4 năm thì topic mình có thể làm năm đầu, và trong quá trình nếu mà nếu mình gặp một người thầy gọi là sao ta, thầy thì không thể nào mình có thể đánh giá từ từ xa được. Khi mình nộp CV mình chỉ thể hỏi những bạn xung quanh, thì nếu mà em có thể ví dụ, có được những cái nhận xét tốt từ người thầy nó tốt hoặc có trách nhiệm sinh viên á, thì mình nên chọn người thầy đó đầu tiên. Và cái thứ hai để chọn người thầy đó là em xem Google Scholar là những gần đây là thầy đó là correspondent author của những bài báo có trong lĩnh vực của em hay không. Thì hai yếu tố đó sẽ giúp em quyết định là nên chọn thầy đó hay không. Và khi em chọn thầy đó thì chuẩn đến là cái topic nó sẽ dễ dàng cho em hơn. Và vì sao, khi mà em gặp những người thầy như vậy thì nếu em gặp trouble về topic thì thầy sẽ giúp em help you out. Còn nếu mà em chọn topic mà em không chọn thầy thì nó nhiều cái trong topic thầy nó cũng chả biết, thì mình cũng chưa nhắc trong topic đó luôn. Còn cái chuyện lép may Em thì cũng dạ. em 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 cũng đồng ý với anh Đức ạ, em đồng ý với anh Đức. cái lép may thì hãy để nó xét về cuối cùng. Nếu người thầy tốt thì cái lép may nó ok, nó tất nhiên là mỗi cá nhân có một cái gì đó personality, nhưng mà khi một người thầy tốt thì cái lép nó cũng tương đối ok. Dạ đúng Rồi, rồi. thầy không có trách nhiệm thì em vô cái lab đó, dù em cái topic đó em thích, em muốn làm từ lúc em học đại học, em muốn làm từ master, cái topic bây giờ cũng ok lắm, nhưng mà thấy bài báo của thầy cũng hay lắm, nhưng mà phải cẩn thận. Nói chọn thầy là quan trọng nhất ạ. Anh Đức ơi, có một câu hỏi từ bạn Quang. Em chào anh Đức, em muốn hỏi làm PhD bên Úc thì có yêu cầu tốt nghiệp nhất định nào giống như giáo sư bên Hàn không ạ? Em cảm ơn. À, cảm ơn quay câu hỏi của em. Thì yêu cầu tốt nghiệp ở bên Úc nói thẳng rất dễ, nó còn tuyệt, như ví dụ như QUT của anh thì lúc anh tốt nghiệp thì họ chỉ yêu, nó có hai loại. Một loại em không có gì hết thì biết cái một cái report gọi là monograph, em phải ra trường được publication. Cái thứ hai là publication, thesis by publication. Như anh thì trường yêu, như dạng của anh thì họ yêu cầu là 2 tới 3 bài accepted và 1 bài submitted, không quá khó. So với hàng thì bên đây, bên Úc có một cái đặc điểm hay nữa là ví dụ như em đã đạt được chuẩn của trường trong vòng 2 năm, em có quyền yêu cầu trường và giáo sư cho em ra trường. Còn bên hàng thì tới lúc nào thầy happy thì thầy cho ra, còn không thôi em cứ ngồi ngoài thôi. Em có 10 bài 20. Vậy thì bên Hàn là phụ thuộc vào thầy nhiều ha. Hay nhiều. Bên Mỹ thì cũng bên Mỹ thì cái experience của em á là cũng phụ thuộc vào thầy nhiều, nhưng mà cũng có những case mà em thấy là thầy giáo sư thấy đủ, nhưng mà even là bạn đã có chưa publish nhưng mà giáo sư thấy đủ thì giáo sư vẫn chưa tốt nghiệp. Nên rất là tùy, chứ không có phải có một con số là bạn phải nhất định là 2 cái, nhất định là bao nhiêu cái, nếu không có con số cụ thể.
Vậy thì có một câu tiếp theo đó là theo anh thì giữa advisor bắt đầu lab và advisor đã rất established thì đâu là ưu điểm và đâu là nhược điểm, giống như cái hồi nãy mình cũng vừa nói đó, em có thể tóm gọn lại một chút xíu. Hoàn toàn khác nhau. Thật ra cả hai loại hình thức mình join ở vị trí postdoc ở hai lab nó sẽ khác nhau hoàn toàn. Ví một giá mà đã có một lab sẵn, ra lab sẵn nó sẽ phải được hiểu theo hai nghĩa, nó lab đó hoạt động mạnh hay là lab đó đang ở xìu. Thì mình đang thì lab xìu thì anh bỏ qua anh không biết, tại anh nói chung là không nên join những cái lab như vậy. Thì với lab mạnh thì cũng có cái hay của nó là lab tất cả mọi thứ đều có sẵn trong lab, mà chỉ vô càng chạy dễ. Cái dở là vì lab đã có hết mọi thứ nên bạn chỉ có thể biết, bạn giống như bạn là một topic mới của BSD, bạn không có thể làm quản trị, bạn không có thể biết thêm được nhiều cái xung quanh. Giống như là mình là một cái, giống như là mình thì more like là mình là một con ốc trong một cái cả cái quá trình nó đang chạy rồi. Còn nếu như mà lab mà mới establish thì giống như là mình sẽ là người build những con ốc đó luôn, mình có thể build những con ốc đó luôn, phải không ạ? Đúng rồi. Nhưng ví dụ như bên lab nhóm mới thì mình có thể biết được funding nó chạy như thế nào trong trường, và mình biết proposal mình viết như thế nào, từng bước như thế nào, quan trọng là hướng dẫn sinh viên của lab sẽ như thế nào. Nhưng mà em nghĩ là tùy vào cái case của mình, mình sẽ maximize được the most out of it. Bất kỳ lab mới hay lab đã phát triển thì bạn nên tập một cái thói quen là làm nhiều thứ cùng một lúc. Lúc PhD ví dụ bạn làm thí nghiệm một, đang làm thí nghiệm một, làm thí nghiệm hai, bạn làm cái gì. Và khi trong làm thí nghiệm một, ví dụ như mình đang beautify hay chạy cột cái chất thứ nhất thì mình phải bắt đầu start cái thí nghiệm thứ hai ngay trong cái mũi của mình, và mình phải làm chuyện khác. Tại sao? Tại vì nó sẽ giúp cho cái đầu bạn tập suy nghĩ là làm này, chứ không phải như nhiều sinh viên cái là đang làm thí nghiệm một cái ngồi làm thí nghiệm một hết, xong rồi cái chờ data phân tích này cho tới khi hết complete data của cái thí nghiệm một thì mới bắt đầu thí nghiệm hai, thì khi làm không có thời gian. Multitasking chứ là vậy, try to be multitasking. Em hiểu rồi. Có một chị Chi có góp ý vui cho câu trả lời về graduation bên Hàn. Chị có comment như thế này: nếu thầy happy và mình có performance tốt, đặc biệt là trong việc làm project viết proposal, thì thầy sẽ ít khi cho tốt nghiệp sớm và giam báo vì dự án luôn yêu cầu patent trước báo publish sau, thầy sẽ Chí Thắng. Bạn con này có đúng không anh ha? Cái này đúng, nó tùy thuộc. Thì anh cũng có nghe sơ sơ, nhưng mà nếu mà mình có bay tầng trước cũng được. Thật ra ở mức độ PhD mình phải nghĩ khác. Nếu anh có thất bại là nhiều quá nhưng mà không bay tầng, thì nếu ở PhD em có thể gom bay tầng trước rồi sau đó là báo thì ok, nó sẽ giúp em rất nhiều sau này trong vị trí postdoc. Thì khi một vị trí postdoc ngoài paper bạn phải, hoặc là sau này một cái vị trí faculty nào đó, thì họ sẽ đến bài tình chứ không đến báo nữa. Bài báo là cái chuyện tất nhiên. Là như vậy. Rất là hay, rất là được biết. Cảm ơn Chí Thắng nha. Có một câu này nữa: em chào anh chị, em cảm ơn chia sẻ rất là bổ ích của anh Đức. Em có một câu hỏi là trước quá trình apply PhD, nếu giờ nhìn lại quãng thời gian undergrad, thì anh có thấy biết ơn mình nhiều, mình đã làm điều gì, có điều gì anh hối tiếc vì chưa làm trước khi học PhD không? Nhìn vào cái quãng lúc anh học undergrad, lúc anh học đại học á, bách khoa á, thì anh thấy là anh ước là anh đã làm gì và anh cảm thấy tiếc vì anh chưa làm gì? Hồi học bách khoa thì mình tiếc là mình đi chơi nhiều, học ít. Đó là sự thật. Tại vì nó nhiều môn học á, mình chỉ học muốn học cho qua thôi, tại vì nó không có một làm cho mình một cái gì đó tốt trong quá trình học. Nếu quay lại để không đáng tiếc trong quá trình học, nếu mà nó sao là hơi bị rối, cái là nếu mình để quay lại thời đại học thì cái mình cần đầu tiên là ngoại ngữ. Mình nói thẳng ngoại ngữ nha, chính xác. Master được mình phải chắc chắn tiếng Anh và một thứ tiếng khác, ví dụ Hàn, Trung, Nhật, nó sẽ giúp bạn. Và bên cạnh đó bạn nên biết vẽ Photoshop, vẽ này nọ thêm, nó sẽ rất hay cho bạn.
Oh, đúng rồi, design đúng không? Kiểu kiểu mấy cái đó. Nếu mà như mà là em á nha, thì em nghĩ là cái hồi học PhD, học undergrad của em á, thì hồi đó thì em chỉ hầu hết là tập trung vào việc học thôi, cho nên là nếu như mà có thời gian, tại vì cái lúc đó thì cái mà em thấy mà em mới làm tốt nhất á, để chuẩn bị cho cái PhD của em đó là năm thứ hai là em đã bắt đầu join làm lab với thầy, với các thầy để coi là cái nghiên cứu nó như thế nào, để coi mình có phù hợp hay không. Thì em nghĩ là nếu như mà các bạn đi học đại học á, mà các bạn có ý định học sau đại học, học lên đại học, thạc sĩ hay tiến sĩ, thì các bạn nên đi làm lab từ sớm và nên join những cái lab, chọn chọn lab để join, nên chọn lab nào mình thấy project nó hay hoặc là có những cái mình thấy thú vị, tức là bản thân mình cảm thấy thú vị trước trước đã, rồi sau đó là mình sẽ join những cái đó để mình học hỏi các người ta làm, tức là bắt đầu làm quen từ trước đi. Sẽ thì đó là cái mà em thấy là em làm đúng nhất hồi em học undergrad. Có một câu hỏi tiếp theo đó là về work life balance. Câu này em rất là thích nha. Nguyễn, mỗi khi làm việc nhiều trong khoảng thời gian dài em hay bị burn out, sau đó em không muốn làm bất cứ việc gì nữa. Nhiều người lại khuyên em phải nghỉ ngơi nhiều hơn, giống như chạy marathon chứ không phải để sprint. Cái này anh biết thấy sao ha? Cái này khó Cái này ai cũng có vấn đề hết trơn đó, và có thể nói với bạn là ai cũng có vấn đề về về cái này chứ không work phải là life ngay cả từ lúc PhD tới làm sau sau PhD postdoc cũng work life balance nó là câu hỏi lớn, rất khó để balance. Thì theo lời khuyên của anh là nếu em mà em nên đi ra khỏi lab và nghỉ ngơi một vài ngày, đừng nghĩ tới bất kỳ cái gì chuyện thí nghiệm thất bại, cái Smith với giáo hay là cái gì cái Smith với lép may, thì nên nên nghỉ ngơi một hai ngày chứ đừng nghỉ ngơi lâu quá, nghỉ ngơi quá là tụt mood luôn á, tôi muốn luôn đúng không, phải kéo nó lại hơi lâu đúng không, nghỉ vừa là vừa. Dạ. thì nên nghỉ ngơi một hai ngày. Và tùy hồi đó bên Hàn á, thì những lần như vậy thì mình rủ bạn thân đi nhậu thì có việc cái quốc lại không sao hết. Còn bên Úc thì giá cả tiền bia nó hơi mắc là không có nhậu được, chứ im là nhưng mà bên Úc không, bên Hàn mình biết bên Hàn rất là stress, mỗi lần mà có vấn đề với lép nó rất là mệt thì Theo em thấy thì em có khá là nhiều bạn học PhD luôn, thì các bạn thường thường hay có một cái hobby bên cạnh cái việc làm lab. Ví dụ như những bạn là bạn đi còn còn đi học những như kiểu là học làm gốm đó, thì bạn nó sẽ cái nhà khi nào mà có quá stress thì bạn sẽ spend thời gian vào trong cái hobby đó. Hoặc là có những bạn thì như kiểu có cái hobby là sửa xe á, tức là nó sẽ spend time vào những cái đó, hoặc là đi dã ngoại, đi hiking kiểu như vậy, tức là có một cái gì đó để mình escape trong một thời gian ngắn để mình có thể quay lại được cái lab của mình. Và bạn cũng là nếu như bạn đang gặp em nghĩ là nếu như bạn đang gặp vấn đề này thì bạn cũng đừng có lo lắng quá, tại vì thực sự thì ai cũng gặp vấn đề này hết, nó ai cũng thấy vấn là vì vốn dĩ là đi học PhD là nó rất là stress và nó là gần như là nature của PhD như vậy, nên nếu bạn cảm thấy feeling down hay là sau đó thì đó là chuyện bình thường, và đừng có thấy guilty về những chuyện đó, và ai cũng như vậy hết. cũng cũng lúc đó bạn phải suy nghĩ lại là tại sao bạn chọn làm con đường PhD, thì nó sẽ động lực cho bạn cái balance của Để bạn đi tiếp đúng để đi tiếp. Nếu mà bạn thấy khó khăn thì bạn phải suy nghĩ lại là mình chọn thầy sai, chọn giảng sai hay là mình sai chỗ nào. Đúng rồi. Giống như anh là hồi ở Hàn là anh đã sau 5 năm là anh cũng đã nhảy đi Úc luôn đúng không ạ? Là escape ra nó khỏi nó thì mình thấy nó không đến đâu cả. Có một câu hỏi tiếp theo hồi nãy mình có miss, đó là mình muốn hỏi về kinh nghiệm viết báo bằng tiếng Anh cho những người mới bắt đầu. Anh Đức có thể chia sẻ được không? Cảm ơn anh Đức nhiều. Rất là nhiều câu hỏi luôn ạ. Viết báo bằng viết báo bằng tiếng Anh, thật ra mình cũng không phải dân viết báo giỏi, mình viết nhanh, một là mình dùng bảng note để mình làm reference, là một thì trong lúc đọc những bài báo research article hoặc là review paper, thì với review paper thì mình sẽ thấy những cái hình nào đẹp thì mình sẽ bỏ vào file PPT để mình xem lại đây sau. Còn với trong những research thì mình sẽ highlight những cái câu trong introduction, những câu trong cái phần nó giải thích này nọ, mình sẽ viết trong một cuốn sổ tay hoặc là trong bỏ trong PowerPoint. Thì khi mình viết
chắc chắn là bạn khi bạn đọc những bài báo vậy thì bạn sẽ viết những cái phần cũng gần giống y chang vậy, thì bạn sẽ một sẽ lâu dài bạn sẽ một library trong đó và bạn sẽ paraphrase lại những cái câu đó và bạn sẽ tự viết được. Tất nhiên nó không có hay và nó không có hay như người bạn sẽ viết, nhưng ít nhất cái bài báo cái first draft của bạn mức là chấp nhận được, không nổi sai chính tả không bạn viết. Em có một cái ad như thế này nữa, đó là bạn đừng có quá worry về tiếng Anh trước, mà hãy worry về cái flow của cái bài của bạn. Và thầy của mình thì khi nào cũng nói mình làm trong cái PowerPoint là một cái list of fingers đó, tức là cái flow của cái story của mình nó sẽ đi như thế nào. Đầu tiên là mình sẽ show graph nào, hình nào, tức là nó cái flow của cái story của bạn. Xong rồi tức là sau nó như kiểu cái sườn đó, như cái xương cá của mình vậy đó. Sau khi mình làm cái xương nó xong, mình thấy cái flow nó ổn rồi, và mình bắt đầu add text vô, xong rồi đó bắt đầu là add intro vô phía trước rồi add conclusion vào phía sau. Nhưng mà đầu tiên phải là cái flow trước, và cũng đừng quá sợ nếu mà tiếng Anh của mình là đang chập chững hay là sao đó, thì cứ từ từ thì nó sẽ đến thôi, nhưng mà quan trọng là cái flow, nó phải logic. Cái logic đó thì không cần phải tiếng Anh mà mình có thể suy nghĩ bằng logic bình thường ha. Nên đừng quá worry. Tiếp theo đó là chị Thắng có một câu hỏi khác, đó là đối với một người đã trải qua, hiện nay theo quan điểm của anh Đức, anh nhìn nhận thế nào giữa hai người nộp hồ sơ làm post, một người giỏi skill trong experiment và tốt tư duy nhưng báo ít, và một người skill với báo rất tốt nhưng kỹ năng thí nghiệm yếu? Cái người thứ hai có vẻ không hợp lý, tại vì kỹ năng thí nghiệm yếu thì làm sao có báo nhiều, cái này mình không rõ lắm. Nhưng mà nhìn chung thì nó tùy thuộc vào sao ta, cái dáng và cái người nào đáng tin cậy lúc phỏng vấn. Và quan trọng là cái người sẽ viết thư giới thiệu tới, thì nó thẳng ra nó hơi không công bằng lúc mà gửi thư đi xin một việc mà cái referee đó, mà cái người trong công ty hoặc người trong mở một cái vị trí đó không biết referee của bạn là ai, thì nó là thất bại đầu tiên trong CV của bạn, cái đó mình nói thẳng. Tức là cái người mà mình nhớ biết reference thì nên là một người mà gọi là famous in the field, hoặc là specific cho cái trường hợp là họ nên biết người đó một chút. Nhưng mà em nghĩ thì nhưng mà cũng không phải khi nào mình cũng có những cái option đó anh ạ. Tức là tại vì thường một tí nữa ra có rất nhiều option, có rất nhiều người nộp, thì theo mình biết theo mình hiện nay thì cái đầu tiên sẽ là recommendation letter. Recommendation letter. Tại vì trước khi anh nhận cái bị postdoc hiện thời thì anh nộp khoảng 7 hồ sơ bên Canada, 3 hồ sơ bên châu Âu, 2 hồ sơ bên Mỹ. Nhưng không có Boston cả. Thì thấy là Boston không mạnh. Boston business. Ví dụ anh có thể biết em thì anh có thể liên lạc với Nhung, sinh viên cũng em email cho anh nè. Nó sẽ nó như thế nào. Còn này anh không được cái feedback nào cả thì cho thấy là báo tuy mạnh nhưng mà recommendation letter không đủ mạnh để thuyết phục cái người nhận. Nói chung là cái đấy cũng depends on case đúng không? Câu hỏi nó hơi khó để có thể được, nó sẽ rất là tùy vào hoàn cảnh. Em nghĩ chắc không còn câu hỏi nào nữa, và thời gian của mình thì cũng đã gần một tiếng rồi, cho nên là em nghĩ là chắc chúng ta có thể kết thúc bài buổi đầu tiên ở đây ha, hôm nay ha. Có chị Nhơn có một cái comment, đó là có một hướng khác các bạn bị burn out là có thể tiếp cận trong trường như là các service support cho sinh viên, hoặc là counseling service, hoặc là tìm người để tin cậy để chia sẻ. Đúng rồi, cái này rất là quan trọng ạ. Tức là có người để mình có thể chia sẻ được, nó rất là quan trọng. Cảm ơn anh rất là nhiều. Nhưng mà trước khi kết thúc chương trình, Hương có thể thêm vài câu chia sẻ trong cái topic rất hay mà anh Đức với Nhung đang thêm. Chỉ có một số điều với một người mà đã từng trải qua PhD như mình đó, thì có những cái mà mình ước gì trước kia mình đã biết được á. Ví dụ như là trong cái advisor-student relationship mà anh Đức nhấn mạnh đó, thì advisor rất là quan trọng trong việc chọn PhD. Thì khi các bạn apply cho PhD á, thì sẽ có rất nhiều cơ hội để các bạn có thể nói chuyện với cái future advisor của các bạn. Khi nói chuyện thì các bạn coi đó như là một cuộc phỏng vấn, là không phải là advisor phỏng vấn các bạn mà các bạn phỏng vấn advisor.
bạn hiểu được là mục đích của PhD của bạn là như thế nào, bạn muốn làm bài báo như thế nào, muốn có bao nhiêu bài báo thì có thể tốt nghiệp được. Tất cả những câu hỏi đó bạn có thể hỏi bây giờ ngay lúc đó trong một cuộc phỏng vấn đó. Thì đặt những câu hỏi rất là specific để các bạn có thể hiểu được là hướng đi của advisor và nhóm là như thế nào, để xem thử nó có align với cái goal của các bạn hay không. Trong việc chọn chọn topic để làm PhD á, thì thứ nhất là cái topic mà mình thích, đúng không? Nhưng mà thêm một phần nữa thì các bạn nên nhìn vào cái outlook sau khi mà học PhD á, thì cái topic đó và cái skills mà bạn có thể có được sau cái quá trình học PhD đó áp dụng được như thế nào sau khi bạn học PhD, cái lĩnh vực mà bạn nghiên cứu đó có mạnh trong cái nơi mà bạn muốn đi đến hay không. Điều đó rất là quan trọng cho việc là sau khi bạn ra trường và chọn việc. Nếu mà bạn không thích sống ở một vùng nào đó mà cái ngành của bạn chỉ có offer ở những cái vùng đó thôi thì thực sự đó là không tốt. Nên là đó là những điều mà bạn nên consider trước khi học, trước khi chọn topic học PhD. Thì mình được list ra và quay đúng không? Cái nào mình thấy quan trọng là mình có thể mình, bỏ qua một chút xíu. Thì mình phải biết cái goals của mình sau này là như thế nào để mình chọn cái topic đầu tiên. Cảm ơn Hương rất là nhiều, và cái comment của Hương thì cũng là một cái good closing message cho cái buổi nói chuyện ngày hôm nay. Thì và tất cả các bạn tham gia ở đây thì mình nghĩ là các bạn đều có những cái quan tâm đến đến cái học PhD, không biết các bạn đã học hay đang học hoặc là sắp học, thì mình đều chúc các bạn là thật nhiều may mắn và hy vọng là những cái chủ đề sau của PhD series thì có thể giải đáp những cái thắc mắc khác. Nếu các bạn có những thắc mắc khác hoặc là những cái chủ đề khác mà các bạn muốn khai thác cụ thể hơn thì phải nhắn tin về cho group, group của mình sẽ tìm speaker và chia sẻ. Thưa các bạn, mọi người rất là nhiều và chúc mọi người có một buổi chủ nhật thật là vui vẻ bên gia đình và người thân nha. Bye bye. Chào mọi người. Cảm ơn mọi người. Thank you.